Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh đang đứng tại vị trí này. Đây là D, ngay đây là D Yên Nghĩa mọi người nha. Và hôm nay trong video này, căn nhà Ngọc Ánh muốn gửi tới mọi người có cái diện tích là 30m², hướng nhà là hướng Đông Nam, giá chào bán 2 tỷ 450 triệu đồng. Cụ thể nó thuộc phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là vị trí Ngọc Ánh đứng, đường ô tô qua, và kia là căn nhà mọi người nha. Đi lại rất là thuận tiện. Mọi người theo em vào vị trí cụ thể của ngôi nhà. Với ngõ trước nhà, như mọi người có thể nhìn thực tế, ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô rất gần, chỉ khoảng tầm 15m thôi mọi người ạ. Đó. Và đây là vị trí căn nhà Ngọc Ánh muốn giới thiệu với mọi người. Hướng nhà là hướng Đông Nam, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Đây mọi người có thể nhìn thực tế phía bên ngoài của ngôi nhà. Dự án 5 căn thì đã bán 1 căn, còn 4 căn mọi người nha. Ngọc Ánh sẽ quay cạnh căn lô góc cho mọi người, và phía bên trong là còn 3 căn nữa mọi người nha. Với cái phần mặt tiền của ngôi nhà 3,5m, với thiết kế hai lớp cửa bên ngoài là cửa cuốn, nó giống bên này nha mọi người. Đấy, bên này nó là cửa cuốn và bên trong là cửa gỗ kính. Đây, có bậc tam cấp đi vào nhà. Mời mọi người theo em vào phần phòng khách cụ thể của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế như thế nào. Cửa gỗ kính này rất là đẹp nha mọi người. Rất là đẹp và chắc chắn. Đó. Giá chào bán của cái lô 5 căn này thì căn thấp nhất là 2 tỷ 350 triệu đồng mọi người ơi. Và hướng Đông Nam, đồng thời phía căn ở bên trong là hướng Đông Bắc mọi người nha. Với cái căn nhà này thì đã được phần hoàn thiện xong xuôi chỉnh chu, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Phần ngoài đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà, với ngõ trước nhà rất là rộng mọi người ạ. Ngõ trước nhà của ngôi nhà này nó phải khoảng tầm 2,5m, còn cái ngõ đi vào thì nó hơi nhỏ một chút, thì nó khoảng tầm 2m tròn thôi mọi người ơi. Phần gạch lát nền kích thước 60-60, nói chung hoàn thiện xong đầy đủ chỉnh chu, chỉ việc dọn đồ về ở ngay. Vị trí của cái ngôi nhà này thì như Ngọc Ánh vừa đứng rồi, nó cách với đường ô tô rất là gần, cách với khu đô thị Đô Nghĩa nó khoảng tầm 700m mọi người ạ. Đi ra tới bến xe Yên Nghĩa, từ vị trí này đi ra tới bến xe Yên Nghĩa Hà Đông nó khoảng tầm 1,5 km, toàn là đường to mọi người nha, đi lại rất là thuận tiện. Với cái vị trí này cách với Ủy ban Nhân dân phường Yên Nghĩa 500m thôi, đi lại rất gần luôn. Rồi là trạm y tế, trường học mầm non tiểu học Yên Nghĩa. Và căn nhà này thì mới vào hoàn thiện thôi mọi người ạ, cho nên căn này bây giờ Ngọc Ánh mới có thể quay gửi tới mọi người được, và có thể dọn đồ về ở ngay trước Tết. Giá 2 tỷ 450 triệu đồng bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ bác nào vay vốn ngân hàng. Với căn nhà này quý vị chỉ phải chi trả trước khoảng tầm 1 tỷ 2, tiền mặt phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ khách hàng vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất nha. Cái phần ngân hàng thì mọi người cứ gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn giúp mọi người nha. Tiếp theo, với cái phần phòng khách, như mọi người nhìn thực tế ở đây, chủ đầu tư thiết kế toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, đồng thời tặng cho mình một chiếc quạt trần luôn ở đây. Được lắp đặt sẵn rồi, 4 cánh Panasonic. Phần phòng khách của ngôi nhà thì đây, trần phào giấy dán tường Hàn Quốc hai bên. Đó. Cái này về mọi người có thể không thích thì mọi người có thể lột ra thoải mái nhá. Còn nếu không thì mọi người cứ để đấy, nó độ bền nó cũng được tầm 5 đến 7 năm thoải mái. Ngoài cái phần phòng khách rất là rộng như này thì mời mọi người theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây là phần cái không gian phòng bếp. Nói tóm lại, cái không gian, cái diện tích 30m thì nó không phải quá rộng mọi người ơi, cho nên là chủ đầu tư cố gắng thiết kế nó hài hòa nhất để đáp ứng đầy đủ cái công năng cho một gia đình sử dụng. Với cái không gian phòng bếp nhỏ nhắn xinh xắn này, tủ gỗ ăn cường chống cong vênh mối mọt, được thiết kế hai màu chủ đạo là tông màu nâu và tông màu trắng. Đây mọi người có thể nhìn này. Mặt bếp thì ốp đá granite đây. Chậu rửa này. Phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi nha mọi người. Đấy, hoàn thiện gần như là chuẩn chỉnh 100% rồi đấy. Chất liệu inox 304, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng từng căn. Với những căn nhà này, chủ đầu tư xây dựng toàn bộ là riêng biệt hết, tường riêng, móng riêng và cột riêng quý vị nha. Ngoài ra phần phòng 1, tầng 1 của ngôi nhà còn có một nhà vệ sinh ở phía đây. Quý vị có thể nhìn thực tế, Dung Ngọc Ánh luôn, là có đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước, tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà này. Phần phòng bếp và phần phòng khách được ngăn cách với cầu thang bởi một cái vách gỗ CNC rất là đẹp, đồng thời ở dưới nó có một cái tủ nhỏ nhắn xinh xắn để được cái đồ, nói chung là đồ linh tinh,
cũng khá là gọn mọi người. Đó. Quan trọng nhất là vị trí đường xá Ngọc Ánh quay cụ thể. Nó thuộc phố Yên Lộ mọi người ơi, và cái ô tô tải thì đứng ngay gần nhà luôn. Đây. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà, thiết kế toàn bộ là gỗ lim, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Và tiếp theo mời mọi người khám phá cùng Ánh ở phía tầng trên của ngôi nhà nhé. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thì được thiết kế như thế nào ạ? Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, Ngọc Ánh đến đây là cửa phòng rồi. Ngay ngoài phía cửa phòng bước vào ở đây là có một nhà vệ sinh mọi người nha. Và phòng ngủ ở đây rất là rộng. Đây, mời quý vị dõi theo em. Đây mọi người nha. Sàn gỗ công nghiệp được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ. Cửa sổ ở đây thiết kế hai lớp, ở bên trong là inox 304 và bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Hướng nhà này là hướng đông nam cho nên là nó rất là mát mọi người ạ. Ống chờ dây chờ ác chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ rồi. Đó. Đây là phía không gian phòng ngủ rất là rộng. Kê đồ cũng rất là dễ dàng mọi người ạ. Kê đồ nội thất thì những cái căn phòng rộng ấy, kê đồ nó rất là hài hòa. Phía trong phòng ngủ này cũng được chủ đầu tư lắp đặt trần thạch cao, hệ thống đèn led, toàn bộ là thiết kế âm trần rất là gọn gàng mọi người nha, rất là đẹp, nhìn nó tinh tế ạ. Đi ra tới bến xe cũng gần, đi học chợ trường vườn trạm cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn khoảng tầm 2,5 km thôi, vô cùng thuận tiện. Bác nào mà làm ở Hà Đông này, làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân này, làm ở khu vực Hoài Đức thì ở căn nhà này đi lại cũng vô cùng thuận tiện, cách với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông nó khoảng tầm 4,5 cây thôi mọi người ơi. Và đây, nhà vệ sinh ở phía bên trong. Nhà vệ sinh này mọi người có thể nhìn thực tế luôn, là chủ đầu tư ốp toàn bộ gạch lên trên tới trần cho mình. Có quạt hút mùi này, ống chờ bình nóng lạnh này, bồn cầu liền khối, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh và lavabo bàn đá đầy đủ đáp ứng công năng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Căn nhà này rất là gọn, thiết kế rất là hài hòa, diện tích nó bé nhưng mọi người cố gắng theo dõi hết video xem là cái công năng sử dụng nó có cả thể ok với một gia đình không nhá. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhựa composite mọi người ạ. Đó. Nói chung bây giờ các chủ đầu tư đều cập nhật những cái xu hướng hiện đại hóa hơn với những cái chất liệu khá là ok so với thị trường cũng như là cái giá cả, đồng thời về cái độ an toàn cũng như là cái chế độ bảo hành lâu dài. Nhìn nếu như không mà chạm vào thì không biết đâu mọi người ạ, tưởng là cửa gỗ ấy. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, tuy nhiên khác một chút mọi người ạ. Nhà vệ sinh để phía bên ngoài và phòng ngủ ở phía bên trong. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế, Ngọc Ánh review rất là chuẩn từ phía tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Cái giá bán cũng vậy, mọi người cứ yên tâm một điều là giá bán Ngọc Ánh đã đăng công khai, nói công khai ở trên video thì là giá của chủ đầu tư đưa tới tay quý vị có thương lượng. Bởi vì thực ra là mua bán bất kể một cái gì cũng đều có thuận mua và vừa bán mọi người nha. Cho nên mọi người cứ yên tâm là cái giá đấy chủ đầu tư vẫn có thương lượng với lại quý khách hàng thiện chí. Đó. Đây. Cái trên phía tầng 3 này cũng chủ đầu tư lát sàn gỗ. Tuy nhiên thì tầng 3 này nó đơn giản hơn so với phòng tầng 2, đó là chủ đầu tư không làm trần phà, không làm tranh ảnh gì nữa, để đơn giản thôi cho quý vị có thể về tự trang trí cái căn phòng của mình. Đó, phía trước thì rất là thoáng. Đây, cửa này. Cửa thông phòng đây quý vị ạ. Đó. Rất là chắc chắn nhá. Cửa này cách âm cũng rất là tốt. Và nhà vệ sinh ở phía bên trong tầng 3 đây. Xem nào, có gì khác so với tầng 2 không? Đó. Mọi người thấy không ạ? Y hệt tầng 2 thôi. Giống hệt luôn. Đáp ứng đầy đủ công năng. Cửa ở nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Đó. Rất là chắc chắn. Tất cả các cửa đều có khóa riêng. Đây là tầng 3 rồi, vậy tầng cuối cùng của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Với tầng 4 của ngôi nhà, khi Ngọc Ánh vừa đặt chân lên trên phía tầng 4 thì có cái không gian rất là thoáng, bởi vì ở đây có một cái ô dính trời mọi người ạ, để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế như sau. Ở đây là khu vực phòng thờ mọi người nha. Ở đây chủ đầu tư thiết kế phòng thờ. Đấy, để không gian mở, còn quý vị về có thể làm thêm cái vách kính để có thể
bao quát ở đây lên, nó cái này là tùy công năng sử dụng. Đây ổ điện ở đây. Và phía trên tầng 4 thì chủ đầu tư lát gạch, gạch giả gỗ, nhìn cũng rất là ấm cúng mọi người ạ. Và phía trên tầng 4 còn được thiết kế một cái căn phòng nhỏ ở phía bên trong này đây. Như vậy với cái căn nhà này 30m², thiết kế 4 tầng, 3 phòng riêng biệt mọi người ạ, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, sân phơi, phòng ngủ. Và đây chính là phần sân phơi, phần còn lại của ngôi nhà. Ở đây là vị trí đặt máy giặt nha mọi người. Đây ổ cắm. Đó. Xung quanh cái vị trí căn nhà này dân cư rất là đông đúc, đi lại vô cùng thuận tiện. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về cái căn nhà này thì vui lòng gọi điện ngay cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Bên cạnh đó Ngọc Ánh vẫn còn những cái bất động sản giá rất là rẻ, 1.400.000.000 tiền mặt. Quý vị có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà 4 tầng 30m², sổ đỏ riêng biệt tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Căn với cái dự án đấy thì đang là vào phần thô cho nên là Ngọc Ánh chưa quay được mọi người ạ. Nên nếu như mà mọi người có quan tâm đến bất động sản giá rẻ, anh quý anh chị chủ đầu tư nào mà muốn đầu tư một căn nhà hợp lý thì vui lòng gọi điện ngay cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041111 nhá. Ngọc Ánh xin nhắc lại vị trí của căn nhà này tại phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. Giá chào bán 2.450.000.000 đồng. Bên cạnh đấy có căn nhà thấp hơn ở phía bên trong 2.350.000.000 đồng thôi. Mọi người muốn biết thêm thông tin cụ thể hơn vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại phía trên màn hình nha. Và nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút like để ủng hộ em, nhớ subscribe cũng như là chia sẻ cho mọi người cùng biết và cập nhật những cái thông tin bất động sản tiếp theo từ Nhà Tốt nhá. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.